Chào mừng quý vị và các bạn đến với website đào tạo forex.com. Hôm nay chúng tôi xin chia sẻ cho quý vị và các bạn lắng nghe bản audio về chủ đề thị trường forex thực tiễn và sách vở hoàn toàn khác nhau. Giao dịch forex trên thị trường là những giá trị mà bất cứ ai khi tham gia vào đều phải đánh đổi để đạt được thành công. Sự đánh đổi này không dành cho bất cứ ai đề mô trên thị trường forex. Mà để thành công được trên thị trường Forex, nhà đầu tư Forex đó phải rút ra được những giá trị kinh nghiệm từ những thất bại của bản thân khi tham gia vào giao dịch Forex live thực tế. Kiến thức của nhà đầu tư Forex có nhiều bao nhiêu đi nữa, nhà đầu tư Forex cho dù có bao nhiêu năm trong nghề đi nữa, song giá trị thực tiễn khi tham gia vào giao dịch Forex live mới là giá trị để đánh giá kết quả của chính nhà đầu tư Forex đó. Và sự đánh giá để thành công hay thất bại được phản hồi bằng chính giá trị tài khoản của nhà đầu tư Forex đó kiếm được bao nhiêu tiền, hay sự thất bại được phản ánh bằng chính cái thứ kỹ năng, kiến thức và tuổi đời đánh mất tiền trên chính tài khoản của nhà đầu tư. Nhà đầu tư Forex có được kiến thức nhiều, chỉ đơn giản bạn chỉ là người đi sưu tầm chúng mà thôi. Xong, để đem ra vận dụng vào thực tiễn đó mới là thứ giá trị cốt lõi trên thị trường đầu tư Forex này. Người biết nhiều không vận dụng được vào thực tiễn chỉ là con vẹt trên thị trường đầu tư Forex, không bằng người chỉ biết một thứ duy nhất, đó là giá trị kiếm tiền trong thị trường Forex về cho bản thân họ. Đó chính là người thành công. Rất nhiều kẻ tự nhận mình là hiểu biết trong lĩnh vực giao dịch Forex. Rất nhiều kẻ tự cho rằng bản thân chúng thành công trên thị trường giao dịch Forex. Không lắm người lầm tưởng rằng mình giao dịch Forex được trên thị trường Forex. Các người còn tự nhận rằng bản thân họ đọc hàng ngàn cuốn sách về thị trường Forex. Không thiếu kẻ tự vỗ ngực xưng tên nhận chúng là rất nhiều năm kinh nghiệm trong giao dịch Forex. Song thực tế, cái đám này khi hỏi về tài khoản giao dịch Forex của chúng thì cứ làm ngơ. Chúng sẽ tìm đủ mọi cách để thoái thác, lảng tránh các giá trị này. Vậy thì nhà đầu tư Forex tự hỏi bản thân mình có thành công nổi với những mớ kiến thức phi thực tiễn như vậy hay không? Cái mớ kiến thức sách vở như vậy đối với riêng tôi, đó là kiến thức chết mà thôi. Chỉ có sự cọ xát trên thị trường giao dịch Forex, nhà đầu tư Forex có thành công được đó mới là chính là giá trị để cho nhà đầu tư vận dụng. Hãy thực tế để mà tồn tại, chứ đừng huyễn hoặc vào bản thân của mình trên thị trường Forex, để rồi chết một cách từ từ. Đơn giản thôi, vì tiền bỏ ra là tiền thật. Chính vì vậy, bạn cần phải giá trị thật để có thể có cơ sở cho chính bản thân mình đi tiếp trên con đường đầu tư Forex này. Châu Quốc Minh xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe bản audio chia sẻ của ngày hôm nay. Xin chân thành cảm ơn.